Này thì bên này mới 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 đúng là giao thừa phía bên Mỹ, còn phía bên kia Việt Nam là chạy nó đi trước Mỹ 12 tiếng, nó thẳng là vậy. Thành ra giờ nhưng mà thấy ở Việt Nam pháo nổ đi đùng phấn pháo hoa vui quá, cho nên bên này nó buồn hiu, mà mùa đông nữa tuyết ở ngoài phủ đầy trời, thấy nó chán gì đâu. Đương nhiên rồi, tao buồn quá tao xách máy ra tao hát nghêu ngao. Ok, nhà bố thì gần nhà hiếu Dương Trung Hiếu ấy, thì lâu lâu nó có xuống chơi hoài. Tao ồ, sao bữa nay like được cái Facebook ta. Bây giờ kiếm bài nào khác hát nữa coi. Mình không có rành lắm, nhưng mà trời ơi, 30 năm mới hát được lần. Tiêu rồi. Coi có bài gì ta. Ồ, cái bài gì tới gọi cả cái bài gì mà em ơi dậy chưa đó, ngồi một ly cà phê, nó gọi là cái gì ta, bài gì em đi ngồi uống cà phê sáng với tôi đó, bài gì ta, quên mẹ nó tên rồi, bài đó bài gì ha. Việt Nam thì say xỉn cả ngày, về bên này thì nó chán quá rồi mất đó. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì sẽ đầu năm Happy New Year, đầu năm 2024 thì mình có vài lời chúc tất cả mọi người. Mong năm 2024 thì coi như là tất cả đều tiến tới. Giàu có, thịnh vượng, an khang, hạnh phúc. Ok. Nói chung thì bên này thì bên ngoài tuyết đổ đầy trời. Nó cũng không có cái gì gọi là... Không có cái gì gọi là ấy... Đã. Rồi ok, cảm ơn Phi Nguyễn nha. Đi qua Việt Nam thì giờ này đâu còn ngồi vậy đâu, say xỉn từ sáng đến chiều tối rồi. Vui là mà ôi, không có, nói thật á, không có nơi nào vui bằng đất nước của mình cả. Bởi nếu là mình người Việt Nam, chắc chắn là cái điều đó như vậy rồi. Không bàn cãi, không cần phải bàn cãi nữa. Thế thì nói chung thì nói chung là chắc chắn là như vậy này, không khác hơn, không làm sao khác hơn được. Nói chung thì những người lớn tuổi ở phía bên này thì khi mà mỗi mùa xuân về Tết đến thì họ rất buồn. Thứ nhất là xa quê, thứ hai nữa là không được dỗ chạp ông bà đi thăm mộ những người thân gia đình, như cha mẹ hoặc là những người người thân trong gia đình, thiếu thốn cả một vấn đề ta nói về tâm linh thì họ thực sự là họ thiếu thốn, bồ bả ông bà họ không được đi thăm viếng, rồi nói chung là đi thăm tất cả những cái nơi mà mình thở thưa thiếu thời tung tăng bay nhảy này kia, thì nói chung là thực sự là họ mất hay mất cái điều đó. Riêng bố thì riêng tao thì coi như là tao mệt xỉu rồi này, kỳ này nhớ kỹ là tao đi du lịch mà khổ. Chắc chắn là sẽ hẹn nó có một cái Tết mà tao rất là ý nghĩa, là Tết độc lập, là Tết theo tao đó là chữ Tết đúng á, là ngày 30 tháng 4, là ngày đó trọng đại đối với người đất nước Việt Nam mình, tao có mặt đúng không, vậy là ok rồi gì nữa. Cái đó tao coi tao thấy nó thiêng liêng hơn ngày 29, là bởi vì sao, theo tao và theo cá nhân tao, đừng ai bắt bẻ, theo cá nhân tao là cái ngày đó là ngày chính thức thực sự là hai miền Nam Bắc sum họp đoàn tụ, cái điều đó là cái điều hầu như là không có thể mà thực sự làm tao, cái ngày đó là ngày tao đó nghĩ là trọng đại, ngày 30 tháng 4 là ngày trọng đại đối với riêng tao, còn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, chuyện bình thường. Thì cái ngày đó là ngày ta cho là Tết, mà Tết là Tết độc lập đó, đó như vậy đó. Còn cái chuyện mà về vấn đề lý luận chính trị rồi hiệp, nói chung là tao không khe, tao không cần,
Bồ sẵn bồ mày Dương Ngọc, trời ơi, tao ngồi chạy queo có một mình mà không thấy hả? Rượu thiếu gì uống không được, bởi vì không có bạn. Thứ nhất là không có bạn nè, không có người mà tâm sự nè, rồi nó có nhiều cái mà mình cảm thấy là mình nói là không ai uống rượu một mình mà buồn giải sầu cả. Muốn ca gan không nổi, muốn hát hát cũng không được nữa, nó chèo queo rồi hụt bắt. Khổ vậy đó. Rượu thiếu gì, tao cho tụi bay coi nè. Tao cho tụi bay coi nghe. À, trời ơi, đồ chơi nhà tao nhiều lắm, đồ mệt lắm, đồ chơi nhiều tao nhiều đây quá trời luôn đó. Ở nhà có một mình nè đó, ở nhà có một mình nè, nó có rượu nè, có uống được đâu, thấy chưa, ly nè đó, đủ thứ, nó có uống được đâu, khổ vậy. Thấy không, đó là như vậy đó. Ngồi chạy queo không lẽ giờ uống rót rượu rồi uống mình rồi nói chuyện với ma. Thế vậy đó, nó chán này mệt rồi. Cái nó một cách khác chăng nữa là mình phải hiểu một cái điều này cho nó chính đáng nè. Ở nơi đây là đất khách quê người, mình chỉ tạm dung thôi, có nghĩa là ở đây mình làm ra tiền, mình có thể mình tích lũy các cái rồi, nhưng cuối đời chắc chắn là những ông già bà lạ cáo. Tao hỏi thăm tất cả những người mà tao quen biết ở đây thì hầu như họ có dự định họ trở về nhà hết, họ trở về quê hết. Tới sáng nay đi lên nhà của vợ của thằng em Bình cũng lớn tuổi rồi, nó là nó qua đây cũng 40 năm rồi rồi rồi, rồi bây giờ nó làm chuyên môn, nó cũng là làm cho nhà nước chính quyền của Bình. Nhưng mà bên năm nay là sáng nay gặp vợ nó, anh sao anh ơi, vợ nó anh ơi thôi em về chứ em không ở đâu, mình đã nuôi mình cái công sức của mình đã nuôi nấng con cái đã lên thành người rồi, thôi ok mình về quê, mình về nhà. Cái dứt khoát là nó không chịu ở Mỹ, mà có chết cũng không chịu ở chết Mỹ được. Thì hầu như tới người lớn tuổi là cái tâm trạng họ là cái tâm sự chung, mình nói chung nha, chứ còn ít ai mà chịu ở Mỹ mà để mà tàn lợi ở đây cả, chỉ có những người không được về mà thôi. Còn tao thì nói thôi khỏe rẻ rồi, tao là công dân Việt Nam thuần thuần chủng mà. Hình như tất cả mọi người đều biết rồi cái gì. Đúng rồi, nó thảm hại, có nghĩa là nói chung là nó vấn đề sinh hoạt hàng ngày đó. Những người lớn tuổi thì thực sự là cô đơn, mà những người đó hầu như họ cần người để họ tâm sự. Buổi sáng nấu một ấm trà lên hoặc là có gì đó thì cũng có người bầu bạn, cũng có người tâm sự. Bữa nay vườn tược làm sao, là nói chung là những cái mà thường như hàng ngày họ bị cô độc, nó thẳng như vậy, không biết nói chuyện với ai. Và những người lớn tuổi bên Mỹ này hầu như ai mà không có mà về Việt Nam thường xuyên hoặc là không được về hay là gì đó thì nó có một cái tập tục rất ư là quái đản, là cái mình không thể theo Mỹ được, là bởi vì nhớ người dân tộc Việt Nam mình thì dân tộc Á Đông mà, thì thường thường có một cái tính cách là coi như là gia đình là trên hết. Còn thằng Mỹ thì không, thì mà con cái mình ở bên này thì khi mà nó đủ 18 tuổi thì tự động nó thoát ly đi. Chính vì vậy cho nên khi nó theo cuộc sống của Mỹ thì ngược lại những người già lại bị đơn chiếc, nó không phải nó không quen thuộc được, mấy ông già bây giờ không quen thuộc. Chính vì vậy cho nên họ stress nặng rất là nhiều. Và tao đã từng vào nhà thương ở trên này, nó có cái nhà thương Cúc nè, đây nè, thì nhớ người bị tâm thần nhẹ, nó gọi là stress nhẹ, bị tâm thần nhẹ đó. Thế thì họ tới nhà thương thì họ ngồi một chỗ và họ ngước mặt lên trời, họ chỉ nói một lẩm nhẩm một mình à, đứa coi nó thường thường là như vậy, rất là buồn. Cho nên ra những người nào có khả năng về Việt Nam thì về Việt Nam sống, hoặc không năm ba về năm ba tháng nửa năm rồi chạy qua trở lại, bởi còn con còn cháu còn đủ thứ ra thì chuyện mà nặng nợ thì biết rồi, nhưng mà nên về Việt Nam và chơi để nó khuây khỏa, bởi vì những người lớn tuổi qua bên đây cũng bằng thừa, không làm được cái gì cả, chỉ ở nhà thôi. Mà ở nhà càng ngày càng bị stress. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cái tiểu bang của bố thì nó bị lạnh, cho nên những người nào mà lớn tuổi mà bị khớp hoặc là bị xương khớp thực sự là một vấn đề nan giải và đau.
Thực sự là bởi vậy những người mà lớn tuổi vậy, Mai Phước là như 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 bố cũng bị nè, bị khô khớp cách đây khoảng 5 2 năm giờ tôi có về Việt Nam trị bệnh rồi đó. Thì đi bệnh viện thì họ chích những cái giống như kiểu như là một loại thuốc mà để bôi trơn cái khớp xương á, thì bên đây nó khỏe nhưng mà nó lạnh như vậy nó sẽ bị lại, và hôm qua nay cách đây mấy bữa thì nó đã bị lại. Leo lên xuống cầu thang thì nó bắt đầu nó có cái triệu chứng là đau trở lại. Nói như vậy thì hiểu rằng cái thời tiết ở phía bên này nó khắc nghiệt và nó không thích nghi cho người Việt Nam. Đây là ở tiểu bang này nè, còn ở California thì nó gần gần giống như Việt Nam, nó còn như là mà cũng có mưa, cũng có mưa nắng nhưng mà nó không có tuyết, nó trời rất là tốt, khí hậu nó cũng giống như Việt Nam, nhất là ở Florida. Florida thì ngược lại nó cũng giống như Việt Nam nhưng mà nó hay bị bão, cũng ớn ớn quá. Thôi không có nói chung gì chứ, cái gì là coi như ok nhất, ok đúng vậy không mọi người, đúng không? Ok thì không Tết nhất cái nào chẳng có ma nào lên chơi với tao, có nào lên chơi Hảo Nam đâu, rồi cứ nào muốn lên chơi lên nói vài ba điều cũng chuyện người tao là cũng dẹp lại, tao lại tắt like tao cũng nghiêu ngao, bởi vì thường thường karaoke hay cái gì á. Rồi có khoai lê hả? Ok khoai lê.